Chào mừng các bạn đã đến với kênh Góc Bếp Nhỏ. Hôm nay thì mình xin chia sẻ đến các bạn cách làm món sữa chua túi trái cây. Các bạn có thể làm cho gia đình thưởng thức hoặc là kinh doanh đều được. Mùa hè nắng nóng, bán sữa chua túi này rất là thích, bởi vì trẻ con hoặc là người lớn đều mê món sữa chua này. Các bạn có thể kết hợp với các loại mứt trái cây khác nhau để tạo nên nhiều hương vị phong phú hơn cho khách lựa chọn. Nếu thấy video hữu ích, các bạn đừng quên nhấn like, chia sẻ video, đồng thời nhấn đăng ký kênh để mình có động lực ra nhiều video hấp dẫn hơn nhé. Nguyên liệu mình chuẩn bị. Để làm sữa chua thì mình sẽ sử dụng một hộp sữa đặc ông thọ đỏ có trọng lượng 380g. Loại này thì nó có hàm lượng chất đạm cao, cá nhân mình thấy nó cho thành phẩm sữa chua là ngon nhất. Các bạn có thể sử dụng loại hộp hoặc là lon đều được. Hôm nay mình sẽ sử dụng thùng đựng đá để ủ sữa chua. Các bạn kinh doanh làm nhiều thì nên mua thùng đựng đá để làm sữa chua, nó rất là tiện. Mình cho sữa đặc vào trong thùng đựng đá. Cho vào cùng 100g đường, 200g bột kem béo, 1 lít nước sôi. Và mình khuấy đều cho sữa đặc, đường, bột kem béo tan hoàn toàn. Mình sẽ tiếp tục cho vào cùng 1 lít sữa tươi không đường và khuấy đều. Lúc này hỗn hợp sữa còn khá nóng, mình sẽ khuấy đều thêm khoảng 5 đến 10 phút nữa, cho đến khi hỗn hợp sữa còn ấm ấm như nước tắm của trẻ em thôi. Để kinh doanh thì các bạn nên sắm một cái nhiệt kế để đo nhiệt độ nước như thế này. Nó có giá mấy chục ngàn thôi mà các bạn sử dụng lâu dài và đo nhiệt độ chuẩn, làm sữa chua thì không hỏng mẻ nào. Các bạn kiểm tra hỗn hợp sữa còn khoảng 40 đến 43 độ C thì sẽ cho hai hộp sữa chua cái vào và khuấy đều. Các bạn có thể sử dụng sữa chua cái là sữa chua tự ủ của lần ủ trước hoặc là sữa chua mua sẵn đều được. Muốn giảm giá cốt thì các bạn có thể cho thêm vào 500ml nước đun sôi để nguội và 100g đường nữa. Giờ mình chỉ cần đậy nắp lại và ủ sữa chua trong khoảng 8 đến 12 tiếng cho sữa chua đông lại. Hôm nay thì mình sẽ sử dụng mứt kiwi, mứt dâu tây và mứt chanh dây. Vì làm ít nên mình sẽ cho phần mứt trái cây vào trong túi bát kem như thế này, để mình cho vào trong các cái túi đựng sữa chua cho dễ. Các bạn làm nhiều thì nên mua các cái chai đựng tương ớt loại nhỏ như thế này này, đựng dùng lâu dài và rất là tiện. Các bạn có thể sử dụng các loại mứt khác tùy theo sở thích. Mình sẽ cho các loại mứt trái cây vào trong túi đựng sữa chua. Hôm nay mình sử dụng túi đựng sữa chua loại 4x16cm. Mỗi túi thì các bạn cho một chút thôi và miết đều ra. Giờ mình sẽ kiểm tra sữa chua nhé. Sữa chua này thì mình ủ 8 tiếng, sữa chua đông lại và sánh mịn như thế này rồi. Mình sẽ cho sữa chua vào trong cái chai đựng tương loại to 1 lít này để mình cho vào các túi đựng sữa chua cho dễ nhé các bạn. Mỗi túi thì mình sẽ cho vào khoảng 50 đến 55ml sữa chua thôi, các bạn không cho đầy quá. Với phần nguyên liệu chuẩn bị thì mình làm ra được khoảng 55 túi sữa chua loại 4x16 như thế này.
Mình sẽ cho sữa chua vào trong ngăn mát tủ lạnh một ngày để ở số lớn nhất để sữa chua được làm lạnh và đông đặc hơn. Sau một ngày thì mình sẽ cho lên ngăn đá tủ lạnh để ở số nhỏ nhất để sữa chua được làm lạnh từ từ và không bị giâm đá. Đây là sữa chua mình để được 2 ngày. Sữa chua đã đông rồi. Mình sẽ cắt ra để các bạn xem nhé. Sữa chua mềm mịn, không hề bị giâm đá, cắt ra rất là dễ dàng. Thêm phần mứt trái cây rất là thơm các bạn ạ. Mỗi chiếc sữa chua này thì có giá cốt 1,8 ngàn, các bạn có thể bán với giá 3,5 đến 5 ngàn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình ngày hôm nay. Chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nhé.